Ngoài những bàn thắng, những pha kiến tạo, trên sân cỏ còn có những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn, phải kể đến là những màn cầu hôn. Từ các chàng trai cùng đội áo số đến trọng tài và cả những cổ động viên cũng chọn sân cỏ làm nơi cầu hôn. Sau đây cùng điểm qua 8 màn cầu hôn bất ngờ nhưng cũng đầy lãng mạn trên sân bóng. Sau khi ghi được bàn thắng ở phút 85, ngôi sao Vladislav Subovic của FC Smorgon đã chạy ra đường biên dọc mở chiếc hộp đựng nhẫn cưới để cầu hôn người yêu của anh. Nhưng khung cảnh lãng mạn này đã bị nhân viên bảo vệ trên sân phá đám khi tiến đến đẩy cô gái ra ngoài. Điều này đã khiến cho Vladislav Subovic nổi nóng và anh đã có màn xô xát với bảo vệ, suýt chút nữa đã tạo ra cuộc chiến. Rất may là sau đó những tranh cãi đã được dẹp yên và Vladislav Subovic tiếp tục màn cầu hôn của mình. Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp và lời cầu hôn của Subovic được bạn gái chấp nhận. Đoạn clip về màn cầu hôn đã lan truyền nhanh chóng và thu hút rất nhiều bình luận từ những người hâm mộ bóng đá. Tại giải vô địch quốc gia Romania 2019, một màn tỏ tình đầy ấn tượng đã diễn ra ngay trên sân. Cụ thể, ngay trước khi bắt đầu trận đấu, một vị trợ lý trọng tài nam ngay lập tức quỳ xuống cầu hôn nữ trọng tài biên. Mặc dù có đôi chút ngượng ngùng, song nữ trọng tài biên đồng ý kết hôn với nam trợ lý trọng tài này. Cả hai đã nhanh chóng dành cho nhau những cử chỉ đầy thân mật ngay trên sân, khiến chính các cầu thủ có phần ghen tị. Nhiều cổ động viên trên sân không khỏi phấn khích về màn cầu hôn có 1-0-2 trong lịch sử bóng đá thế giới này. Cầu thủ Theodoros Sidiropoulos thi đấu tại Bắc Macedonia đã có một màn cầu hôn đầy bất ngờ cho người bạn gái có tên là Konstantina của mình. Màn cầu hôn được sự trợ giúp của các đồng nghiệp và đã khiến cho cô gái vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Và dĩ nhiên, Konstantina đã chấp nhận lời cầu hôn lãng mạn này. Tình huống trên diễn ra ở phút 35 giữa hai câu lạc bộ Guam Xipra và Napa Rovers ở giải ngoại hạng đảo Guam 2017. Đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Austin Super ngã người thực hiện cú volley tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách Napa Rovers. Ngay sau khi lập siêu phẩm, Austin Super đã chạy về phía đường biên và hướng về khán đài nơi cô bạn gái đang ngồi, rồi lột phăng áo đấu, lộ ra chiếc áo trắng in dòng chữ Marry Me. Cũng bởi vậy mà anh chàng Austin chẳng cần quan tâm đến một chiếc thẻ vàng phải nhận từ phía trọng tài chính. Thêm một màn cầu hôn nữa được sự trợ giúp của đồng đội, đây chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày hôm ấy rồi. Anh chàng này đã dàn dựng một kịch bản hoàn hảo để thu hút sự chú ý của người yêu trước khi bất ngờ ngỏ lời với cô. Cụ thể, khi các cầu thủ đang khởi động trên sân, cổ động viên này đã chạy phăng xuống sân và trượt ngã. Một số người đã chạy đến hỏi han, xem xét tình hình và gọi cô bạn gái của anh xuống. Tuy nhiên tất cả chỉ là một màn kịch. Khi người yêu đến bên cạnh thì anh chàng bỗng ngồi dậy và lúc này cô bạn gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chàng trai mở hộp lấy nhẫn ra và ngỏ lời. Sự lo lắng thương xót bỗng chốc vỡ òa trong niềm vui ngạn ngào. Khán giả theo dõi trận đấu bóng đá giữa hai câu lạc bộ San Francisco Delta và New York Cosmos hồi tháng 5 năm 2017 đã được chứng kiến màn cầu hôn bất ngờ nhưng cũng không kém phần lãng mạn giữa thủ thành Ramon Pacer sang San Francisco Delta và bạn gái Taylor Lincoln. Trước khi cùng đồng đội bước vào trận đấu, Romuald Pacer dẫn bạn gái Taylor Lincoln ra vòng tròn giữa sân. Cô rất ngạc nhiên và không biết điều gì xảy ra. Trước sự chứng kiến của 3.302 khán giả ở sân vận động, Romuald đã quỳ một chân xuống, giơ lên chiếc nhẫn để cầu hôn bạn gái. Cô gái có phần bối rối với hành động bất ngờ của bạn trai. Nhưng trước màn cầu hôn vô cùng lãng mạn này, Taylor không thể từ chối. Các cầu thủ và cổ động viên vỗ tay rầm rầm sau khi Taylor chấp nhận lời cầu hôn của Romuald. Người gác đền đứng dậy đeo nhẫn vào tay bạn gái và hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Levski trong trận này không chỉ cố ghi bàn đem lại niềm vui cho các cổ động viên mà còn để thực hiện một kế hoạch được chuẩn bị bí mật từ lâu. Sau pha lập công, cầu thủ này chạy đến đường biên để nhận một chiếc hộp đựng nhẫn cưới từ đồng đội, sau đó chạy đến gần khán đài nơi bạn gái đang ngồi xem, quỳ một chân xuống và nâng nhẫn lên để cầu hôn. Sau một khoảnh khắc bất ngờ, bạn gái của Levski chạy xuống nhận lời và trao một nụ hôn nồng cháy. Trong trận đấu giữa Antofagasta và Everton tại giải vô địch quốc gia Chile hồi năm 2018, Eduard Pello của câu lạc bộ Antofagasta đã ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, cầu thủ này đã ăn mừng bàn thắng của mình bằng cách cầu hôn bạn gái ngay giữa sân vận động. Anh chạy thẳng một mạch lên khán đài sau khi ghi được bàn thắng, tìm đúng số ghế mà cô người yêu của mình đang ngồi, rồi lấy chiếc nhẫn cưới ra, ngỏ lời cầu hôn trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của nhiều cổ động viên tại đó.
Vừa rồi là những màn cầu hôn bất ngờ trên sân bóng. Nếu thấy video hay, hãy để lại một like nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.